Khi mà thầy mới bắt đầu ở bên nước Mỹ, thì khi mà thầy mới bắt đầu dạy là bởi vì sư phụ ra lệnh cho thầy đi dạy. Thì thầy bắt đầu bằng cách là thầy dạy thiền chán, nhưng mà cái mục tiêu của thầy là cái dự tính của thầy là dạy về tịnh độ và thiền. Thì là bởi vì ở bên phương Tây thì người ta là rành với lại thiền hơn là so với tịnh độ. Người ta quen thuộc với thiền hơn. Mặc dù Đức Phật nói rằng ở thời mạt Pháp của chúng ta thì pháp môn tịnh độ là một trong những pháp môn phù hợp nhất để mà dạy. Nhưng mà đối với người phương Tây thì họ không có thực sự tin vào tịnh độ. Họ lúc nào là cũng đòi hỏi là phải có bằng chứng hết đó. Và cái điều này nó khó lắm là bởi vì thường thường tiêu biểu là cái loại bằng chứng nào mà quý vị có thể cho đối với những người đó để mà họ tin vào tịnh độ đây? Rồi làm sao mà quý vị giải quyết cái vấn đề này đây? Rồi cái thầy cũng có cái vấn đề tương tự ở bên Đại Hàn là nó cũng không có phải đến tệ lắm là bởi vì là quý vị là thiên về cái việc mà thực hành thiền sôn. Thiên về sôn hơn là tịnh độ. Thành ra là một trong những lý do mà thầy ở đây là để tìm hiểu thêm về cái việc tu tịnh độ của quý vị bây giờ nó như thế nào. Và thầy muốn nghe thêm từ quý vị là quý vị nghĩ như thế nào, rồi muốn học từ quý vị là cái tình trạng của pháp môn tịnh độ ở bên Đại Hàn bây giờ là như thế nào. Rồi thầy hỏi bốn người Sinim ở bên Mỹ với chúng ta thì họ biết rất là ít về pháp môn tịnh độ. Thành ra là có ai đã giúp thầy được hay không? Là cái pháp môn tịnh độ ở bên Đại Hàn thì bây giờ là nó như thế nào? Và người ta tu như thế nào? Và dưới cái sự ảnh hưởng của ai? Có phải thật là pháp môn tịnh độ là nó phổ biến hơn ở bên Busan hơn là bên này hay không? Cho cô cái microphone đi. Tại vì có một số người là đang là lắng nghe quý vị từ bên San Francisco, thì có thầy Hiền Giới rồi thầy Trung Yên đang ở đó, họ đang là nghỉ giải lao. Họ đang là nghỉ giải lao để mà nghe. Busan에서는 불교가 대중화가 돼 있고요.
정토는 이렇게 보편화가 돼 있지 않고. 부산 분이세요? 제가 부산에서 한 십몇 년 살았습니다. 16년이요? 십몇 년 살았어요. She lived in Busan. Cô này có sống ở Busan hơn 10 năm thì theo ý kiến của cô á thì là ở bên Busan á thì là tịnh độ thì rất đạo Phật thì rất là phổ biến nhưng mà không có nhất thiết là người ta thực hành người ta tu theo tịnh độ nhiều. Thì người của quý vị là tu tịnh độ như thế nào? Thì thầy có nhớ có người tại gia mà họ tham gia Phật thất đối với thầy khi mà thầy tổ chức cách đây là mấy năm, năm 2019 thì người tại gia đó là hai vợ chồng đó là họ là đứng đầu của cái nhóm tu tịnh độ ở bên đó. Họ rất là nỗ lực trong cái việc là hoàng dương cái pháp là ví dụ như là họ phân phối những cái sách về tịnh độ này nọ. 관심 있는 분들이 이제 정토를 궁금해서 좀 점저직식으로 모여서 정토를 공부를 하고 이렇게 몇 명이 스몰 so they thì người tại gia mà họ thích tu tịnh độ thì là họ tụ tập lại với nhau 15-20 người rồi họ tự học với nhau. Thì cái trải nghiệm cá nhân của cô thì cô cũng không có thú vị, không có hứng thú trong cái pháp môn tịnh độ, thành ra là cô tự cô học thôi, tự cô tu. Thì chủ yếu là cô đọc ba cái kinh của bên tịnh độ là do ngài ngài Trung Hoa, ngài thông dịch. Cô không có biết mấy người kia như thế nào, nhưng mà cái trải nghiệm cá nhân của cô thì cô nghiên cứu ba kinh về tịnh độ để mà cô thực hành bên tịnh độ. Ok. 제 같은 경우는 절에 가서도 이제 정토 수행을 한다 그러면 스님들 같은 경우도 화두를 들어야지 왜 정토를 하냐고. Thì đối với cái trải nghiệm cá nhân của cô á, thì là cô thích tu tịnh độ ở chùa, nhưng mà các vị sư niêm thì lại hỏi cô là tại sao lại không có tu tham thoại đầu, mà lại tại sao lại muốn tu tịnh độ vậy? Thì đó là điều mà cô nghe từ những vị sư niêm. Thì bên Đại Hàn á, là nó rất là thông thường là khi mà tới những cái chùa cổ kính mà nó tồn tại cả hơn 1.000 năm á, thì là họ có những cái tòa nhà để mà có những cái bàn thờ về tịnh độ. Thì trên cái bàn thờ đó có tượng của Phật A Di Đà, thì người ta đi vô trong đó rồi tự người ta tu thôi. So it's no actually there's no. Thì vậy là coi như họ không có những cái pháp môn tịnh độ phải không? Tại vì cái pháp môn tịnh độ nó không có phổ biến hả? Thì cái nhóm mà mấy người tại gia đó thì là họ đi vòng vòng, họ đi tới những cái chùa khác nhau ở trong cái đất nước đó, rồi họ niệm Phật chung với những người khác. Rồi thầy hỏi là vậy những người sư niêm đó là họ không có tu tịnh độ chung hả? Buzan에도 그렇고 몇 군데 절에서는
스님들께서 그렇게 주최해서 하고 계시고 좀 코로나 전에는 매번 주말에도 이렇게 밤새해서 철야 정진하시는 thì có một vài chùa bên Đại Hàn thì có một số những cái vị sư niệm thì là họ cũng hướng dẫn tu tịnh độ. Cái này là trước cái đại dịch COVID nó xảy ra thì những người tại gia họ tới để mà niệm Phật chung với một số những cái vị sư niệm. Thì thầy hỏi là ở cái vùng nào? Một chỗ thì là ở có một chỗ là ở Bundang. Cái chùa tên là Pure Lensa. Ở đó chùa đó cũng có xá lợi nữa. 일단 아까 여기 뒤에서 말씀하신 것처럼 한국에서는 무량수 여래가 많이 주최를 해서 그게 하는 게 부산 관음사 제일 유명한 거예요. 이게. 예, 그게 저희가 알기로는 그래서 세종 영평사 스님하고 부산 관음사 그 지연 스님 스님들 하는 것도 그 무량수 여래랑 같이 이렇게 네네 하는 연결을 해서 아, even the có một số một vài những cái chùa rất là nổi tiếng đối với pháp môn tịnh độ nhưng mà thì thật ra là có những cái nhóm của những người tại gia họ tu tịnh độ thì nó phổ biến hơn. Tại vì họ đi vòng vòng xong rồi họ hỏi những vị sư niệm tu ở đó. Rồi mấy cái tổ chức đó là họ có cái hội nhóm, rồi quý vị có cần phải trở thành cái thành viên của nhóm hay không? Họ không có cần phải đóng cái phí thành viên, nhưng mà họ có, quý vị có thể lên online xong rồi đăng ký để trở thành cái thành viên, không có cần phải trả tiền. Rồi sau đó họ sẽ thông báo là họ sẽ niệm Phật ở chỗ nào, rồi người ta sẽ tới đó để niệm Phật chung. Rồi cái này là không có cần phải đóng tiền thành viên này nọ. Nhưng mà khi mà tham gia một cái event, một cái sự kiện nào đó thì là cũng phải đóng những cái tiền lễ phí để mà chi trả chi phí này nọ. Thì họ đều nghĩ rằng là không có cái pháp hội tịnh độ chính thức, nhưng mà chỉ có một số những cái vị sư niệm thì họ niệm Phật A Di Đà, rồi họ nghe người ta nói chuyện xong rồi người ta truyền tay nhau rồi họ tới đó để mà tu thôi. Nhưng mà cái nhóm mà phổ biến hơn đó là những cái nhóm của những người tại gia. 한국에서는 그 무량수 여래에서도 연불로만 계속 아미타불 연금만. So even that lay people group just cho nên là những cái nhóm tại gia đó thì họ chỉ có tới đó để mà niệm danh hiệu Phật thôi. 정토 삼봉양 그런 책자 이제 봐가면서 아름아름 이렇게 공부했던 고전도. Like in their case, they want to learn Pure Land.
Rồi những người đó muốn học tịnh độ thì là họ tụ tập lại với nhau với bạn bè, xong rồi họ học về ba cái bộ kinh điển của tịnh độ. Thầy nói khi mà quý vị tu tịnh độ thì là quý vị sẽ cảm thấy tốt, rồi quý vị sẽ giảm được cái căng thẳng. Rồi thầy hỏi là khi mà người ta tu niệm Phật thì người ta có những cái cảm ứng nào? Người ta cứ tiếp tục làm như vậy là bởi vì họ phải đạt được cái lợi lạc gì đó chứ? Yes, Master. 제가 아는 범주에서는 성화스님 제가자 성화스님의 제가자 제자들이 한 달에 한 번씩 용맹정지를 해서 연불 아미타불 연불로 용맹정지를 밤새워서 매달 했었었고요. 그러니까 서울의 도봉산에 있는 광륜사랑 뭐 성 네, 여기 여쭤보면 알지 않을까? 아니, 아니, 네, 그렇게 하셨고 또 저 같은 경우는 화두를 하다가 상기가 와서 몸 여기 또 너무 길어서 좀 안 잘라요. So some 근데 그 청아 스님 제자들이 했다는 게 스님 빼고 제가자들이 한 거예요, 아니 스님도 한 거예요? 청아 스님 제자분이 한 분이 꼭 거기를 맡아 주셨었대요. 아 연구하는 거를? 아니, 밤새워서 용맹정지를 했. 제가자가? 아니요. 그러니까 스님이? 스님이 그러니까 청아스님 제자 한 분이 뭘 다 맡아주신 건 아닌데 제가자들이 모이면 그곳에 청아스님 제자 한 분이 꼭 그거를 지도해 주셨대요. 돌아가시면서. 그러니까 돌아가면서. 제자들이 돌아가면서? 네네네. 아, 광륜사에서? 네. 아니 광륜사에서도 하고 Con cũng không biết nữa thì nó hơi mơ hồ chút xíu. Nhưng mà đệ tử của Ngài Trung Hoa thì là họ thay phiên nhau, họ tu tịnh độ, rồi họ giúp đến những người tại gia tu chung với nhau một lần một tháng. Vậy thôi hả? Không có cảm ứng gì hết hả? Người ta không có cái gì để người ta trải nghiệm cụ thể nào hết hả? Ví dụ như là ông thầy Chonggang Sinim, người trụ trì của JC bữa trước á, thì là ông thầy đó là niệm Phật rồi cũng tham dự chung. Thường thường là mấy vị sư niệm là mỗi một lần niệm thì là họ niệm 20 phút. Thì ban đầu thì cô này cũng không có được tập trung lắm, nhưng mà sau một thời gian mà cứ lặp đi lặp lại như vậy đó, thì là tự nhiên cái cô cảm thấy là cô không có biết là mình đang niệm nữa, mà tới cái thời gian nó hết lúc nào không có hay. Rồi cô niệm. Rồi cô rất là cảm động, xong rồi cô còn khóc nữa. Cô là cứ tiếp tục khóc hoài, vừa niệm vừa khóc vậy đó. Mà cái chuyện này nó xảy ra thường xuyên. Rồi tại sau một thời gian đó rồi cô khóc rồi cô niệm Phật như vậy đó thì cô cảm thấy rất là sảng khoái. Sau khi mà cô trải nghiệm một vài lần như vậy thì cô bắt đầu cô cảm thấy là cô có thêm niềm tin đối với việc niệm Phật. Rồi cô cảm thấy là cô muốn niệm tiếp tục làm nữa. Thì cái đó là cái trải nghiệm cá nhân của cô. Thầy bảo rất là tốt.
아, 저도 개인적이긴 한데 사실 아까 스님께서 말씀하셨던 그 정토에 대한 거를 그냥 처음에는 그냥 설화처럼 좀 느꼈어요. 처음에는 설화 옛날 이야기 그냥 처럼 느꼈어요. Thì ban đầu khi mà cô nghe về tịnh độ thì nghe có vẻ giống như là mấy cái câu chuyện cũ rồi nghe nó có vẻ huyền bí này nọ. Nhưng mà sau khi mà cô niệm Phật với cái vị sau khi mà cô tụng kinh A Di Đà rồi cô cũng đọc kinh Vô Lượng Thọ nữa. Infinite life. Kinh Vô Lượng Thọ. 근데 제가 이제 선을 할 때 이제 그 알아차리는 그 순도나 이런 것들 그리고 그 지속하는 힘이 선을 그냥 앉아서 할 때보다 연부를 하면서 하게 될 때 훨씬 더 빨리 깨끗하게 좀 더 아주 명료하게 그러니까 명상만 할 때보다 연부를 하면서 동시에 명상을 하니까 훨씬 더 그게 그 명료함 유지가 더 빨리 됐다. 네, 빨리 되고 오래 되고 뭔가 더 이렇게 잠깐만요. So she recited. Thì cô niệm Phật rồi cũng thiền chung nữa, thì cô cảm thấy là nó nhanh hơn. Rồi cô có cái sự sáng suốt trong cái đầu của cô nó tốt hơn là so với cái việc là cô chỉ có mỗi thiền không? So she kept using the 10. Thì cô sử dụng cái phương pháp, con quên mất cái tiếng Anh gọi làm sao rồi, là coi như là niệm Phật 10 cái quán, là coi như là mình niệm Phật 10 lần á. Thầy hỏi 10 cái gì? Niệm Phật 10 lần. Cái pháp môn quán tưởng 10 lần. Thì cô dùng cái phương pháp đó là khi mà cô niệm, trong khi mà cô đi làm, rồi khi trên đường đi trở về nhà cô cũng niệm. Thì thầy bảo, ồ vậy là cô niệm Phật 10 lần hả? Thì cô cũng có cái kết quả cũng tương tự giống như là cô thiền vậy đó, nó giúp đỡ cho cô. Nghe có vẻ giống như là người ta thực sự cần phải có những cái lời hướng dẫn làm sao để mà niệm Phật. Thì bây giờ là người ta chỉ có tu riêng lẻ thôi. Bởi vì cái này nó cũng không có phải là đáng ngạc nhiên đâu. Tại vì ngay cả đệ tử của sư phụ của thầy là người những người mà cùng đời với thầy, họ cũng có biết cách giải thích về tịnh độ. Tại vì sư phụ của thầy cũng có giải thích nhiều về tịnh độ. 왜냐하면은 선화상인 제자들조차도 진짜로 어떻게 정토를 지도해야 되는지 잘 모르는 상태고 선화상인이 그거를 어떻게 가르쳐야 되는지 자세히 설명을 안 해주는 걸로 보인대요. Did Master Tsinghua Chunghua Hòa thượng Trung Hoa có tổ chức những pháp môn những pháp hội niệm Phật không? Là người ta tụ tập lại với nhau để niệm Phật trong thời gian rất là lâu, trong vòng 10 ngày đó, có hay không? Ngài có tổ chức không? Cô nói là Hòa Thượng Trung Hoa có tổ chức, là khi mà quý vị mà dạy tịnh độ là phải tổ chức những pháp hội như vậy, là kéo dài cho tới 7 tuần lễ, là trong kinh điển cũng có nói như vậy mà. Hòa Thượng Trung Hoa thì không có ở đó, nhưng mà khi mà Ngài còn sống thì lúc đó là Thầy Thế Man và những vị sư niêm khác họ tụ tập lại rồi họ cũng tu niệm Phật 7 ngày hoặc là 19 ngày này nọ vân vân. Xong rồi thầy bảo chứ, ủa nhưng mà ở đâu thầy đi tới cái chùa Sung Rịnh Sa này nọ, nhưng mà họ đâu có cái chỗ để mà họ tổ chức những cái pháp hội lớn đâu. Thì bảo chứ là trong đó là mình có thể squeeze người ta vô trong cái vùng đó, thì cái không gian đó thì có thể chứa được 30 tới 50 người mà.
Cô bảo chứ thì có còn hơn không mà. Thì coi như là họ không có những cái cơ sở để mà dạy cho quý vị về cái mà gọi là pháp môn đại chúng ha. Chúng con có biết hết tất cả mọi người, nhưng mà thường thường là họ chỉ tụ tập lại một nhóm người nhỏ để mà họ tu thôi. Thì thầy bảo là cái pháp môn tịnh độ là pháp môn đại chúng, là nó thiên về đại chúng hơn là so với cái pháp môn thiền sôn. Có nghĩa rằng là quý vị tổ chức những cái pháp hội rất là lớn để dành cho nhiều người, rồi quý vị niệm Phật trong vòng một ngày, hai ngày, ba ngày, thì quý vị sẽ thấy được cái sự thay đổi rất là lớn. Một số người thì nhanh lắm, còn một số người thì là sau một ngày. Có một số người họ đã có kinh nghiệm rồi thì họ niệm Phật một ngày là họ có thể nhập định được. Còn những người mà cái tâm tán loạn hơn á, thì nếu mà họ tu như vậy thì trong vòng 3-4 ngày thì họ có thể nhập định. Cái sự khác biệt giữa tịnh độ và thiền sôn á, là cái cách mà chúng tôi luyện huấn luyện cho quý vị là cái cơn đau, cái đau nó nhanh hơn. Nếu như mà quý vị theo cái huấn luyện của bên quy ngưỡng thì quý vị sẽ đạt được kết quả nhanh hơn rất là nhiều. Đó là một trong những đặc tính của huấn luyện của bên quy ngưỡng, là chúng tôi yêu cầu quý vị làm những cái điều mà nó khó làm, đặc biệt là cái chân nó đau, cái chân nó bị khó chịu. Còn trong khi đó, pháp hội tịnh độ thì quý vị cần phải có thời gian và quý vị cần phải có cái môi trường. Thì như vậy là cái tâm của quý vị nó sẽ lắng xuống một cách tự nhiên thông qua sức mạnh của danh hiệu của Phật A-di-đà. Thầy rất là mừng, thầy rất là biết ơn là quý vị đã cho thầy những cái lời input. Thì cái này là cho thầy biết là chúng ta cần phải tổ chức Phật thất ở đây. Thầy không có biết tiếng Đại Hàn thì gọi Phật thất là gì? Là gọi bên tiếng Đại Hàn gọi là Pulchin. Thầy bảo chứ Pom Hum hả? Pulchi. Pulchi là Phật thất ở bên Đại Hàn. Pulchi. Chil. 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 Pulchi. Okay. Thì coi như là nó cũng na ná như vậy ha. Thì chúng ta cần phải tổ chức như vậy. Tại vì thầy nghĩ rằng là ngay cả ở bên Chua Mountain ở đây thì chúng ta có thể chứa được 30-40 người. Mà chứ ở cái lầu 3 là mình có thể cho nhiều người ở được. Thầy bảo thì chúng ta nên tổ chức trong vòng 7 ngày, là nên tổ chức thường xuyên. Thì bây giờ là mình có thể tổ chức được. Cái lý do mà thầy nói cho quý vị biết là mình bây giờ mình có thể làm được á, là bởi vì nó cũng khá dễ dàng cho thầy để mà thầy gửi một hai người qua bên này để mà giúp quý vị. Và nếu như mà quý vị tổ chức với những người tăng đoàn của chúng tôi ở đây á, thì quý vị sẽ đạt được những cái lợi lạc to lớn mà nhanh chóng nữa. Cái pháp đại chúng là nó lợi lạc khi mà quý vị tu chung với những người mà giỏi hơn quý vị. Chính vì vậy mà quý vị muốn tới đây là bởi vì quý vị đạt được cái kết quả tốt hơn rất là nhiều. Và nó cũng không có phải là gắt gao giống như là sôn theo cái cách mà chúng tôi huấn luyện quý vị đâu.
rồi người ta có thể tham dự 1-2 tiếng đồng hồ, hoặc là ở 1-2 ngày gì đó, hoặc là ở lâu hơn, vân vân. Cho nên đó là thầy nghĩ là chúng ta nên tổ chức. Yes. 감사합니다. 이렇게 한국에 나와 주셔서 너무 감사합니다. 또 우는 거 울어요? 또? 어. 벅차 올라서 어떻게 휴지 휴지 못 하겠습니다. 휴지 휴지. 근데 cô này cô rất là biết ơn là thầy tới bên Đại Hàn này. 이 가장 많은 숫자의 스님과 제가자들이 있지만 실질적으로 표방하는 것은 선이지만 조계종 스님들조차도 염불을 많이 하시고요. 잠깐만요. Bên Đại Hàn thì là chúng ta có rất là nhiều những vị sư-nim và những người đại gia họ tham gia, họ theo dõi cô. Thì bề mặt thì họ nói là họ muốn Hoàng Dương gây tịnh độ, nhưng mà thực ra là có rất là nhiều người là họ niệm Phật. 16교군지 봉선사라고 있어요, 경기도에. 거기서는 안거 중에 연불을 대중이 소리를 내서 하는 시간이 하루 일과 중에 한 시간씩 제가 있는 걸로 알고 있습니다. 참선하는 안거하는 동안은? 네네. Ví dụ, thì có chùa Phổng Xuân Xá thì là họ niệm Phật lớn tiếng. Một ngày là một niệm một tiếng đồng hồ, niệm lớn tiếng trong lúc mà họ có cái khóa thất đó. 만일 연불회라는 게 벌써 20년 전에 만들어져서 thì cách đây khoảng 20 năm thì họ niệm Phật 10,000 họ có cái nhóm gọi là 10.000 ngày để niệm Phật. 30년 가까이 된다고요. 만일이 하면은 32년이라고요? 30년이 걸리죠. Cho nên nếu như mà quý vị niệm Phật là 10.000 ngày thì coi như là nó cũng tương đương với lại 30 năm. Rồi có cái chùa gọi là Kompomsa ở cái vùng Kangwon. 승천하셨다는 데죠? 그거 소문이에요, 아니면 어떻게? 실제 스님들이 33분이 언제 있었던 일인데 옛날 얘기. There was a back in days the temple is known to have 33. Thì thời ngày xưa đó là họ nổi tiếng là có 33 người niệm Phật và họ đều vãng sanh qua bên Tây phương. Thì hỏi là ở đây á hả? Tôi bảo là ở cái chùa Kompomsa gì đó. Thì họ đã có cái record đó là có những vị sư nim họ tham dự cái thất niệm Phật, thiền thất. Thì người ta nói là tất cả họ đều vãng sanh. So I don't know. What it refers to go to all pure land at the same time. So I say is the weather really cold? À, chứ là không biết là có nên tất cả mọi người cùng đi Tây phương không, bạn chứ con cũng không có biết nữa tại vì trời nó lạnh quá đi. 연불 기도를 또 그 노스님이신데 꼭 이거보다 더 큰 북을 어깨에 메고 항상 북을 두드리시면서 연불을 하셨어요. 누가요? 아는 사람? 그 전에 계시는 노스님이 건봉사예요. 네네. 그 33명 중에 한 명이 아니면 나중에? 그분들은 옛날 분들이고요. 33분은. And then at the same case, 또 ở cùng cái chùa đó thì có một cái ông thầy già. Thì ông thầy đó là lúc nào cũng mang theo cái trống bự lắm, xong rồi là niệm Phật ở mọi nơi. Thì cái vị tăng đó là mới mất, mới qua đời cách đây mấy năm thôi. Master께서 알고 계시는 선을 한국 종교가 전반적으로 뭐라고
지배하고 있는 건 아니고 연부를 많이 하고 있다고 생각하시면 thì cô cảm thấy rằng bên Đại Hàn tu thiền chán thì nó không có phải là mạnh mẽ lắm, nhưng mà có rất là nhiều người là họ tu niệm Phật. Thì cô rất là biết ơn thầy là bởi vì 정토법문을 이렇게 상세하게 하시는 분이 없고, bởi vì ở bên Đại Hàn á, thì là không có người tăng nào mà thuyết pháp về bên tịnh độ mà chi tiết giống như là thầy giảng. Thành ra là cô rất là biết ơn và cô rất là xúc động mỗi khi mà thầy giảng về tịnh độ thì cô xúc động lắm. 'Thầy hỏi chứ là ok, hay là bây giờ tại vì thầy đang ở đây thì mình tổ chức Phật thất đi. Mà vâng, thưa thầy, thưa boss. Thì tại vì mình là có những cái commitment, mình đã có tổ chức những cái sự kiện khác, nhưng mà thầy sẽ muốn là ở thêm một tuần nữa để tổ chức Phật thất, rồi sau đó thầy mới rời khỏi đây. Thì có vẻ giống như là chúng ta có đủ chỗ để mà cho 30-40 người tham dự. Ừ, thì cái phòng ở đây nè. Rồi sau đó là chúng ta nên tổ chức cái Phật thất nha. Được không? Thành ra là thôi bây giờ là mình sắp xếp nha. 7 ngày hả? 7 ngày thôi. Cho nên là quý vị sắp xếp xong rồi thông báo, rồi cho người ta đăng ký để mà mình biết chắc là người ta có chỗ để người ta ở. Tại vì cái khái niệm về Phật thất á, là chúng tôi cần phải chăm lo cho quý vị. Thành ra là đừng có lo lắng gì hết, không có cần phải lo về đồ ăn, thức uống, nơi ở này nọ vân vân. Cho nên á, là chúng ta chỉ có thể chăm lo được một số người thôi. Cho nên á, là quý vị cần phải đăng ký trước. 30-40명 정도는 될 것 같으니까. Có một số người họ chỉ muốn tới tham dự ban ngày thôi thì như vậy cũng ok. Thì có khả năng nào được là ví dụ như là mình tổ chức cho nhiều người ta ở phía cái tầng trên đó được không? Tại vì là trời nó sẽ nóng lên nhanh lắm, đúng không? Thành ra mình có thể đi ra ngoài, rồi mình có thể đi nhiễu vừa niệm Phật. Nhưng mà thưa thầy, 7 ngày thì nó là dài quá hay là 5 ngày thôi? Thưa thầy, Phong Hiêm Sư Niêm là nói là hay là mình đi qua bên mấy cái chùa khác mình tổ chức thì bảo tại sao vậy, mình có chỗ riêng của mình rồi mà. Thầy, mình đi tới cái chùa của cái thầy đó ở trên núi nha. Thì mình là đều leo lên trên đó. Và chúng ta cần phải chuẩn bị. Nhưng mà nếu mà Phật thất như vậy thì là nó sẽ trùng với lại lễ Phật đản. Thầy bảo chứ đâu có sao đâu, mình cứ tổ chức đi, rồi cái ngày đó thì mình sẽ tổ chức ăn mừng sinh nhật của Phật, lễ Phật đản thì đâu có sao đâu. Rồi nếu như mà quý vị muốn thì là tổ chức 5 ngày. Thì có thể tới cái lúc đó thì cái con virus Omicron thì là nó ổn định rồi, thời tiết nó cũng tốt hơn. Thì thầy hỏi vậy thì lúc nào đây?
Mà chỉ là mình chỉ có mỗi thời gian rảnh là tới cái khúc cuối, bởi vì mình đã có những cái sự kiện đã chuẩn bị sẵn cho thầy rồi. Thì thầy bảo ok, thì những cái gì mà mình làm, cần làm thì mình cứ làm. Nhưng mà sau khi mà xong xuôi hết rồi thì mình tổ chức cái Phật thất. Thì tùy quý vị thôi, mình có thể tổ chức 3 ngày, 5 ngày, 7 ngày gì đó, tùy quý vị. Nếu như mà chúng ta bắt đầu thì có thể là sẽ là ngày mùng 2 tháng 5 bắt đầu. Thì nếu như mà mình tổ chức 7 ngày thì sẽ là ngày cuối cùng sẽ là sinh nhật của Phật. Thì cái ngày mà lễ Phật đản thì mình tổ chức lễ Phật đản thôi, đâu có sao đâu. Thì thầy đã cảm thấy là mình có thể treo mấy cái lồng đèn, hoặc là mình có thể cắm trại ở bên ngoài nữa, là bởi vì khí hậu lúc đó nó ấm rồi thì mình có thể dựng lên mấy cái lầu trại đó. Tại vì cái vấn đề là mình cần phải có cái không gian. Bà chỉ là có thể mang mấy cái sleeping bag, mấy cái túi ngủ tới. Thầy bảo ok, rất là tốt. Thì mình bây giờ là mình sẽ chuẩn bắt đầu lên kế hoạch đi nha. Rất là tốt. Câu hỏi từ YouTube. Drew Tang hỏi là Phật thất thì mình có thể thỉnh mấy cái bài vị được hay không? Thì có người hỏi là mình có thể tổ chức một tổ Phật thất một nửa ở đây, một nửa ở Bundang hay không? Tại vì có một số người không có tới đây. Thì thầy bảo rất là đáng tiếc là Bundang thì là nó nhỏ quá đi. Thì trong ngày thì họ có thể tới đây, hoặc là họ có thể tham gia một vài bữa. Tại vì ở bên Bundang là mình cần phải có cái không gian lớn mới thì mới tổ chức được Phật thất. Cái vấn đề là quý vị tới rồi quên hết tất cả mọi chuyện, chỉ có tập trung niệm Phật thôi. Rồi nếu mà cần thì thầy có thể mang một hai người từ bên Mỹ qua bên đây để mà tổ chức một tuần. Yeah, mấy người đó họ có thể tới được mà. Tại vì bây giờ là mình đang là sửa chữa chùa, cho nên là mình có thể mang một vài người tới đây để mà họ có thể giúp với cái Phật thất. Bởi vì nhiều việc lắm, tổ chức một cái Phật thất là đối với chúng tôi là cần rất là nhiều công việc. Đối với quý vị thì là không có gì, được không? Cho nên đó là thôi, mình quyết định nha, tới cái khúc cuối đó là đầu tháng 5, ngày 2 tháng 5 hay gì đó thì mình sẽ bắt đầu tổ chức Phật thất. Cho nên là quý vị bắt đầu là nhận cho người ta đăng ký nha. Rồi phải lên kế hoạch. Rồi quý vị là phải biết chắc là mình có thể chăm lo được, accommodate được. Mà với lại phải quyết định nhanh chóng nha. Nếu như mà quý vị niệm Phật suốt cả ngày thì đừng có lo gì về cái con virus Omicron. Thì có thể là ở đây là mình có thể là được ba cái hàng thảm ở đây, ba ở đây, rồi sau đó mình có thể đi vòng vòng, đi xung quanh. Ở đây thì mình có thể trải ra được 3 hoặc là 4 hàng gì đó. Rồi phía sau thì mình có một số chỗ nữa vậy thôi. Rồi ở trên lầu thì là người ta có thể ở trên đó.
thì người ta có thể ngủ ở trên cái phòng ở trên tầng trên đó. Thầy bảo ừ. Thì là cái Phật điện là chúng ta cần phải có để mà chúng ta niệm Phật. Ok, cảm ơn quý vị. Thầy hỏi bây giờ có làm lễ cúng ngọ không? Mình có đủ thời gian để làm lễ không? Thì hay là thôi bây giờ là mình đi xuống phòng dưới luôn đi. Mấy giờ là mình dùng trưa vậy? Tại vì 12:30 là mình phải giảng kinh nữa. Cho nên bây giờ mình có đủ thời gian để mà mình cúng ngọ hay không? Hay là thôi mình đi xuống dưới nhà đi, xong rồi mình làm lễ ngắn thôi. Thì mình làm cái ngắn thôi. Mình cần phải nói chuyện với lại bên Mỹ để mà biết rằng là chúng ta có đủ những cái dụng cụ cần thiết để mà mình tổ chức cái Phật thất. Và họ cần phải bắt đầu là mua vé máy bay. Thầy nghĩ là ít nhất là một hoặc là hai người có thể qua bên này được. Bởi vì là quý vị là cũng có cái thời khóa biểu là dạy đặt kín mít hết rồi phải không? Tại vì họ bị cái vấn đề về visa, mình không có muốn là các sinh viên tới đây xong rồi là bị kẹt ở đây luôn. Đó là cái vấn đề mà mình có đó. Mình không có muốn mang mấy cái vị sư niêm quay trở về đây cho tới khi mà họ giải quyết được cái vấn đề về visa. Không biết nữa. Thì có thể cái khả năng là không phải là các vị sư niêm đâu. Nếu như mà họ quay trở về đây thì họ phải đi tới tòa đại sứ của Mỹ để mà xin visa quay trở về nước Mỹ. Và đây là cái ẩn số mà mình chưa có biết, là nó không có chắc chắn. Bởi vì nếu như mà người ta quyết định là không có cho visa thì họ không có thể nào quay trở về nước Mỹ được. Thành ra là mình không có muốn liều lĩnh cái chuyện đó. So that's okay. You're welcome. Okay. So that's okay. Thôi mình nghỉ dạy lao ngắn xong rồi mình đi xuống tầng dưới để dùng trưa. Спасибо.